Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì tôi đang ở một bãi xe của chung cư. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái thiết kế rất là thoáng. Tất cả thiết kế của cái bãi xe này rất là thoáng. Đây là bãi xe nổi ở nhà chung cư. Và cái cách bố trí rất là hợp lý. Các bạn nhìn thấy cái hệ thống và cái cách bố trí xe đi lại rất là hợp lý. Và đây là một cái kiểu thiết kế rất là hiện đại và xu thế của tương lai. Vì theo tôi là cái thiết kế như thế này, thứ nhất là nó sẽ không cắt giảm, nó sẽ không có cần phải sử dụng bằng hầm. Thì các bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng. Như ở đây là bây giờ là 6 giờ tối rồi thì vẫn sử dụng bật đèn, nhưng thực ra ở ngoài rất là sáng và ánh sáng có thể chiếu vào đây cả ngày. Nên các bạn có thể tất cả tiết kiệm được cái chi phí năng lượng điện khi mà vận hành cái dự án. Thứ hai nữa là các cái hệ thống ở đây rất là thông thoáng, thì khi mà các bạn bảo trì các cái đường ống, các cái hệ thống, ngay cả cái hệ thống phòng cháy cháy ở đây hay là các cái hệ thống thông gió thì rất là dễ dàng. Và có một việc nữa rất là hay, đấy là cái hệ thống CO của cái khu vực bãi xe này thì gần như là không cần thiết. Vì đo nồng độ CO ở đây thì nó thoáng khí ở hai đầu như này thì gần như là không cần, bởi vì nó đối lưu đây, các bạn nhìn thấy ở bên này này và bên này thì gió nó thổi từ bên này sang bên này thì nó không cần thiết phải sử dụng. Mặc dù ở đây người ta vẫn tích hợp và vẫn theo thiết kế thì vẫn vẫn có nhé. Đây tôi quay cho các bạn xem cái thiết kế, theo cái thiết kế thì nó sẽ vẫn còn đây, đây là theo thiết kế nó vẫn có đấy nhé. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây, theo thiết kế nó vẫn có cảm biến.